Chúng ta sẽ sang bài số 43, sửa mình thứ tư của những người nhóm C. Đó chính là khơi gợi sự động viên tích cực cho mọi người xung quanh. Tại vì sao cần sự khơi gợi sự tích cực cho những người xung quanh, tạo cảm hứng tích cực cho những người xung quanh, là bởi vì thường những người nhóm C hay nhìn được những cái rủi ro gặp phải. Bởi vậy nên khi trong mọi cuộc trò chuyện thường sẽ nói về những cái điều không tốt, nói về những cái nguy hiểm, những cái rủi ro mà có thể xảy ra nhằm giúp đỡ mọi người né tránh. Nhưng thường mọi người sẽ cảm thấy khó chịu và làm giảm sự hưng phấn của những người xung quanh. Dẫu rằng trong kinh doanh đều có hai mặt, mặt lợi là có doanh thu, mặt hại chính là âm vốn. Nhưng thường trong một cuộc họp, trong một dự án, thường những người nhóm C họ hay chỉ nhìn vào những cái rủi ro mà thôi. Bởi vậy nên ngày hôm nay bạn cần khắc phục chính bản thân bạn. Đôi khi bạn không cần thiết phải nói ra những cái rủi ro. Thì khắc phục như sau. Thứ nhất là bạn nên thể hiện sự đồng tình với những ý kiến của người khác. Ví dụ trong cuộc họp khi nhân viên mới đề xuất một ý tưởng, bạn hãy thể hiện sự đồng tình với ý tưởng đó. Và khi này bạn sẽ cho nhân viên của bạn họ có một sự thoải mái hơn. Và sau đó bạn mới hỏi ra những cái ý đằng sau, đi sâu hơn vào ý của nhân viên. Và rồi hãy cho bạn nhân viên đó được trải nghiệm cái ý tưởng đó. Bởi cuộc sống của chúng ta giống như tờ tiền vậy, có hai mặt. Nếu như những cái điều mà bạn thấy được rủi ro mà nó không xảy ra mà doanh thu tăng thật thì tất cả mọi người đều vui. Còn nếu như cái rủi ro bạn nhìn thấy ra mà nó thành hiện thực thì lần sau sẽ khắc phục. Và thứ hai ở đó chính là không nói ra những thông tin tiêu cực. Ví dụ một người chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh thì bạn đừng nói ra những cái rủi ro và thất bại như thế nào. Đừng nên. Và ý số 3 đó chính là nói về những kết quả tốt đẹp nếu họ hành động. Ví dụ nếu ai đó đang chạy bộ để giảm cân thì thay vì bạn nói là trời ơi, chạy không giảm cân được đâu, thì thay vì đó, bạn hãy động viên họ. Ý số 4 chính là khen ngợi những kết quả họ đạt được. Ví dụ đồng nghiệp bạn vừa hoàn thành trong một deadline khó nhằn thì hãy động viên họ và khen họ. Chứ đừng thay vì ngồi im. Nếu như bạn ngồi cạnh họ. Ý số 5 đó chính là kể cho họ nghe những câu chuyện cảm hứng. Ví dụ khi ai đó đang định khởi nghiệp thì hãy kể cho họ những cái công ty start thành công để tạo cái động lực cho họ, chứ đừng nói về những cái mặt tiêu cực. Thì đó là những cái sửa mình của những người nhóm C các bạn cần sửa. Tôi biết các bạn có thể sửa những cái này sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì bản chất các bạn là những người luôn luôn đi vào chi tiết của mọi vấn đề. Và nhờ đi vào chi tiết của mọi vấn đề nên các bạn biết rõ cái gì nó xảy ra rủi ro bởi cái gì. Nhưng đừng vì vậy mà dẹp bỏ hay cũng như là lược bỏ ước mơ của người khác các bạn nhé. Hẹn các bạn trong video tiếp theo.